Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình sẽ chia sẻ những clip hướng dẫn làm đồ thủ công. Và những món đồ thủ công này các bạn có thể sử dụng làm quà tặng này, sử dụng làm đồ trang trí hoặc là trong sử dụng trong chính đời sống hàng ngày của mình, cũng rất là ý nghĩa. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chậu hoa cúc magic để trang trí bàn làm việc, bàn học hoặc là giá sách, rất là xinh xắn. Những phần cây và phần hoa thì mình làm từ giấy thủ công, còn phần chậu hoa thì mình làm từ một chiếc cốc nhựa sử dụng một lần và những tờ giấy xốp như thế này. Đó là vừa là một sản phẩm thủ công và vừa là một sản phẩm tái chế rất là ý nghĩa. Để làm được chậu hoa này thì mời các bạn theo dõi video sau của mình. Để làm được chậu hoa này thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc cốc sử dụng một lần như thế này. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng phần trên thôi và chúng ta sẽ cắt phần dưới đi vì chiếc cốc này khá là cao, nên là mình sẽ sử dụng dao dọc giấy, chúng ta sẽ cắt thì các bạn sẽ sử dụng một tấm bìa cắt tông. Chúng ta sẽ đo cái phần đế của chiếc cốc giấy. Sau đó thì các bạn sẽ cắt cho mình. Nó sẽ cắt cái đường tròn sao cho nó có bằng với cả cái đáy cốc để chúng ta sẽ làm phần đế. Tiếp theo là phần thân chậu. Phần thân chậu thì chúng ta sẽ sử dụng ở những một tấm giấy xốp màu đen như thế này. Nó sẽ sử dụng một tấm giấy xốp màu đen. Các bạn sẽ cắt ra thành những sải nhỏ cho mình. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng keo nến, chúng ta sẽ gắn cái dạng màu đen này xung quanh viền của chiếc hộp.
Tiếp thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một tấm xốp màu nhũ như thế này. Chúng ta cũng sẽ cắt ra một đoạn nhỏ, dài nhỏ để chúng ta sẽ làm phần viền. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần chậu. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm ra phần hoa và phần lá. Với phần hoa phần lá thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những tờ giấy màu sắc như thế này. Chúng ta như thế là sẽ sử dụng màu xanh để chúng ta sẽ làm phần lá. Chúng ta sẽ sử dụng màu vàng để chúng ta sẽ làm phần nhị hoa này. Phần hoa thì các bạn có thể sử dụng nhiều màu sắc như là màu tím, màu hồng, màu xanh. Màu cam, màu đỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện làm phần hoa trước. Đầu tiên là phần màu vàng. Phần màu vàng thì các bạn sẽ sử dụng thước và kéo. Chúng ta sẽ kẻ cho mình những đoạn thẳng có chiều rộng là 1 cm. Sau đó thì các bạn hãy kẻ đôi ra cho mình là 0,5 cm.
đây sẽ là phần nhụy hoa. Còn đối với phần cánh hoa, cánh hoa thì các bạn cũng sẽ đánh dấu cho mình một phần là 0,5 cm và một phần là 1,5 cm, của chúng ta sẽ hơn cái nhụy là 0,5 nhé. Quan sát cái phần này chúng ta sẽ chia làm hai phần, phần nhụy cũng vậy, phần nhụy cũng chia làm hai phần. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng kéo, chúng ta sẽ cắt. Các bạn sẽ cắt đến cái phần mà chúng ta đường kẻ đấy nhé. Đó, phần nhụy chúng ta cũng sẽ cắt như vậy. Bây giờ thì các bạn hãy chập đôi lại. Đó, và chúng ta sẽ cuộn tròn chúng lại với cùng với nhau. Chúng ta sẽ cuộn phần màu vàng trước. Sau đó thì sẽ đến phần màu tím.
Còn cuối cùng thì các bạn có thể sử dụng keo nến, hoặc là các bạn sẽ sử dụng băng dính hai mặt, các bạn sẽ hoặc là hồ dán, các bạn sẽ dán lại. Sau phần cánh hoa này thì chúng ta sẽ sử dụng tay, các bạn sẽ miết sang hai bên. Như vậy là chúng ta đã được một bông hoa cúc magic rất là xinh như đây. Phần thân hoa thì các bạn sẽ sử dụng cho mình tờ giấy màu xanh. Chúng ta sẽ cuộn tờ giấy lại. Đó, như vậy là chúng ta đã được một chiếc thân cây rồi. Phần đầu này thì các bạn sẽ cắt tách cho mình. Chúng ta sẽ dán bông hoa lên đây. Đó, như vậy chúng ta được một bông hoa cúc magic. Các bạn có thể làm nhiều, các bạn sẽ làm cho mình nhiều bông hoa và với nhiều màu sắc khác nhau nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một phần cỏ ở phần thân ở phía dưới. Phần thân ở phía dưới thì các bạn sẽ cắt cho mình những khoảng giấy có kích thước là 5mm, 5cm, 5-6cm tùy các bạn nhé. Chúng ta muốn cái thân nó cao, muốn chậu hoa của chúng ta cao hay thấp thì chúng ta sẽ cắt theo. Một tờ giấy thì chúng ta sẽ gấp lại làm tư. Các bạn sẽ cắt, nó sẽ cắt ở những cái nếp gấp này. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ để trống lại một khoảng và các bạn sẽ cắt cho mình những cái đường tam giác như thế này. À, bây giờ các bạn sẽ sử dụng thước, các bạn sẽ uốn cong. Đó, như vậy là chúng ta được một hàng lá như thế này. Tiếp theo, đối với tờ giấy như này mình cũng sẽ xử lý như vậy. Sẽ làm thật nhiều những cái dãy cỏ và hoa nữa nhé.
Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có những giải lá và hoa như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gắn lên chậu. Trước khi chậu thì các bạn khi chậu thì các bạn hãy cần chuẩn bị cho mình một miếng xốp. Chúng ta sẽ dùng miếng xốp, chúng ta sẽ đặt lên trên mặt này. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ gắn những cái phần hoa này vào phần cọ này lên trước. Chúng ta sẽ gắn phần cỏ này xung quanh viền trước này. Sau khi dán viền sang ngồi thì chúng ta sẽ dán vào phần bên trong. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong phần lá. Bây giờ thì chúng ta sẽ gắn phần hoa lên. Thank you.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một chậu hoa cúc rích bằng giấy rất là xinh xắn như thế này. Các bạn có thể để ở trên bàn học này, bàn làm việc này, hoặc là để trên kệ sách, kệ trang trí đồ cũng rất là xinh xắn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.